Quy tắc chi lực Âu Dương Tề hoảng hốt, toàn thân lạnh như băng, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, liên tục thất thành nói. Ngươi, ngươi tiến giai võ đế rồi sao? Yên tâm, hắn chẳng qua chỉ lĩnh ngộ một chút quy tắc chi lực thôi, cách võ đế còn xa lắm. Thanh âm trần chuyện cửu truyền đến, chỉ thấy trong không gian xé mở một khe, truyền đến tiếng chấn động cực lớn, cơ hồ muốn nghiền nát mất. Một thanh đại kiếm rộng bản lập tức quét ngang đến, chảm phá trời cao thiên lệ cổ đồng kiếm, phá cho ta. Dưới một tiếng hét lớn, kiếm khí trời cao, sân chi lục sắc kia cấp tốc tiêu tán ra, toàn bộ không gian đều là kiếm khí lập loè. Thiên lệ cổ đồng kiếm phẩm cấp bát giai, chính thích hợp với loại kiếm thế đại khai đại hợp này của Trần Truyện Cửu, dưới một cú chém, nguyên lực vô cùng bá đạo kích phát ra kiếm uy vô tận, phảng phất như lôi đình ầm ầm mà xuống, sân chi quy tắc quanh quần bốn phía hách liên thiếu hoàng toàn bộ bị đánh sơ xác, kiếm uy bài sơn đảo hải, ngang trời cao lực lượng trần truyện cửu bành trướng mãnh liệt tuy rằng đều là võ tôn cửu tinh đỉnh phong nhưng nguyên khí tích lũy lại không bằng với hách liên thiếu hoàng nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn một mực không cách nào bước vào võ đế hắn trên cơ bản đã đoạn tuyệt ý niệm không ôm bất luận hy vọng gì nữa cho nên cũng không muốn cho người khác tiến giai huống chi người này còn là đối địch của mình hách liên thiếu hoàng hôm nay tất giết người trên mặt hắn lộ vẻ ngoan lệ nhìn xuân chi quy tắc quanh thân hách liên thiếu hoàng tuyệt vọng do nhiều năm qua vẫn không thể tiến giai vào thời khắc này đã ngưng tụ thành ghen ghét vô cùng mãnh liệt, sinh ra lòng tất sát đối phương. Hách liên thiếu hoàng hừ lạnh một tiếng, dưới kiếm quang và chướng khí vây quanh cũng không chút sợ hãi, sân chi quy tắc dưới sự dẫn dắt của hắn lần nữa ngưng tụ, như một đóa lục sắc hỏa hoa xuân sắc, không ngừng vui sướng nhảy lên trong bàn tay hắn, chiếu dọi lấy khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, không có chút bối rối kia của hắn. Chú ý dùng kim cương chi khu, phong vân một cõi, vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó, ý thức quyền pháp không gì cả nổi. Trong đầu hách liên thiếu hoàng hiện ra một giọng nói, đó là khi lần đầu hắn học quyền, cổ phi dương đã chỉ ra sai lầm trong quyền đạo của hắn, dốc lòng dạy dỗ. Là thế này sao? Hắn bày ra tư thế, chậm rãi đẩy ra một quyền, chất phác tự nhiên, giống như một quyền này tự từ xưa tới nay đã là thế, không hành không kiêu, không tăng không giảm. Lục sắc chi khí ở bốn phía nhanh chóng hội tụ đến, dung nhập vào trong một quyền kia, toàn bộ không gian bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, không chỉ có xuân chi phục tổ hoàn hữu hạ chi viêm nhiệt thu chi tiêu sắt đông chi tĩnh tịch bày biện ra bốn màu chi lực quay chung quanh bốn phía quyền của hắn dung hợp vào trong đó quy tắc thiên địa tư quý chi lực dung nhập vào quyền phong của hắn sao đồng tử trần truyện kiều bỗng nhiên mở lớn hoảng sợ hít một hơi khí lạnh thiên phú lĩnh ngộ của hách liên thiếu hoàng còn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều nếu hôm nay người này không chết thì sau này mình khó mà sống yên ổn được ầm ầm tứ quý kim cương quyền nổ nát không gian, cuốn đi tất cả. Ba cổ lực lượng trùng kích cùng một chỗ, toàn bộ không gian triệt để nghiền nát mất. Giữa ba người hiện ra một lỗ đen trống rỗng, bắt đầu hấp xả thôn phệ tất cả năng lượng, lực thôn phệ nhanh chóng khuếch tán ra. Không tốt, đoàn trưởng đại nhân cứu ta. Âu Dương Tề là người đầu tiên bị lực thôn phệ cuốn vào trong, không cách nào dãy ruộng, hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu. Trần chuyện cửu cắn chặt răng ra sức chống cự lại cổ lực lượng kia, ốc còn không mang nổi mình ốc, lấy đâu ra lực cứu người chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn tuyệt vọng bị cuốn vào không gian loạn lưu, cơ hồ thập tử vô sinh. Hách Liên Thiếu Hoàng cũng cực lực kháng cự thôn phệ, hắn ra sức tụ tập quy tắc thiên địa trước người, từng giọt từng giọt hiển hiện quanh thân, chậm rãi triệt tiêu lực thôn phệ kia, hơn nữa càng ngày càng dễ dàng, khiến Trần Truyện Cửu thấy được trong lòng cực kỳ khẩn trương. Đây là Cửu Thiên Đế khí. Hách Liên Thiếu Hoàng kinh hỉ nhìn mình biến hóa thân thể mình, một loại cảm giác chưa bao giờ có nổi lên trong lòng, tựa hồ như muốn dùng làm một thể với cả thiên địa, đối với tất cả mọi thứ xung quanh có một loại cảm giác thân thiết chưa từng có qua, nguyên khí trong đan điền vào thời khắc này cũng chậm rãi phát sinh biến hóa, cổ lực lượng trong kinh mạch trở nên cực kỳ cường đại, cũng không phải chỉ là tích lũy đơn giản, mà là có chất biến. Cửu thiên đế khí. Ở trong không gian, một nơi cực kỳ khuất, đồng tử tiểu thanh cũng đột nhiên co lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, thì thào kích động nói: "Thật tốt quá." tốc độ còn nhanh hơn dự đoán của ta. Nhưng hắn chẳng qua chỉ vừa mới ngưng tụ, quá trình này còn cần một thời gian ngắn, càng về sau đế khí lại càng nồng đậm, đến lúc đó chính là lúc ta ra tay cướp đoạt. Ẩm ẩm. Đột nhiên trong không gian xuất hiện lắc lư cực lớn, lực hút của lỗ đen bỗng nhiên giảm bớt, một cổ uy áp tuyệt cường lâm không mà đến, cơ hồ như muốn chấn vỡ toàn bộ không gian vậy. Một tia đế khí vừa mới ngưng tụ trên người Hách Liên Thiếu Hoàng cũng theo đó tán loạn, cả người bị một cổ lực lượng vô cùng bá đạo đè ép xuống, hắn kinh hãi nhìn khắp mọi nơi nhưng không thấy bất luận bóng người nào cả lần nữa muốn ngưng tụ quy tắc lại cảm thấy chỉ tốn công vô ích cổ lực lượng kia giống như núi cao trấn áp trong lòng hắn khó có thể dung chuyển chân truyện cửu cũng vô cùng kinh hãi nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra dưới cổ lực lượng này ngay cả lỗ đen thôn phệ tất cả cũng phải thất sắc dần dần biến mất bị lực lượng này trấn áp tuy rằng trói buộc nhưng ít nhất cũng không bị cắn nuốt nữa nhìn đế khí vừa mới ngưng tụ trên người hách liên thiếu hoàng bắt đầu tiêu tán hắn ngược lại có chút hả hê. Bất lão sơn, lực lượng bất lão sơn sớm khởi động rồi. Ở chỗ bí mật, tiểu thanh hoàng sợ thất sắc, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, từ đầu đến chân đều sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Chiến đấu giữa hách liên thiếu hoàng và trần truyện cửu đã khiến lực lượng bất lão sơn sớm khởi động, trực tiếp trần áp đi lỗ đen đang khởi động kia. Không chỉ có tế, toàn bộ tứ quý kết giới đều bởi vì cổ lực lượng này khởi động mà bắt đầu phát sinh biến hóa mà tiểu thanh sắc mặt lại một lần nữa tái nhật mà bắt đầu hắn hoảng sợ phát hiện, tuy rằng bốn mùa vực giới là do hắn bản thể cấu thành, nhưng lại căn bản không có chút nào chống cự chi lực bốn mùa tại thời khắc này bắt đầu thay phiên. Ngay sau khi Hách Liên thiếu hoàng và Trần truyện cửu dẫn động lực lượng bất lão sơn liệt nhật trên đỉnh núi bắt đầu dần dần biến mất, tuyết vực đóng băng dưới chân núi cũng chậm chậm hòa tan, tụ thành một mảnh sông nhỏ dài hẹp chảy xuôi chung quanh sơn thể những cây cối héo úa chung quanh toàn bộ bắt đầu mọc ra chồi non tứ quý vực giới quanh chung quanh bất lão sơn cũng bắt đầu chậm rãi chuyển đổi chỗ giao giới càng ngày càng mơ hồ hoàn thành một thể trong toàn bộ trận pháp hóa thành một mảnh mùa xuân vạn vật sống lại trăm hoa đua nở tràn đầy ý vui khiến tâm tình người cũng chậm rãi trở nên ấm áp hơn bọn người lý vân tiêu đang chạy vội trong bất lão sơn tất cả đều bị loại biến hóa mùa xuân này làm chấn động không thôi cảm nhận được biến hóa huyền bí vô cùng vô tận của quy tắc thiên địa trong nội tâm sinh ra hướng tới vô hạn ta sinh ra nhai mà võ đạo vô bờ. Lý Vân Tiêu cảm thụ được biến hóa thiên địa, bắt đầu cảm khái. Trong lòng tất cả mọi người khẽ động, sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Hừ, Trương Thiệu Thiên khinh thường khinh miệt nói: "Người tầm tuổi chúng ta, thành tựu võ đế, chấp trưởng thiên hạ, chỉ cầu thống khoái. Cái gì có bờ không bờ, tất cả đều là nói nhảm." Chấp trưởng thiên hạ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: "Theo ý của ngươi, thành tựu võ đế liền có thể chấp trưởng thiên hạ?" phải nên biết rằng thiên võ giới không thiếu võ đế, nhưng thiên cổ đến nay, ai dám nói một mình chấp trưởng thiên hạ. Mấy năm trước, sợ rằng cũng chỉ có Diệp Nam Thiên là dám gánh cái xưng hô này, nhưng cuối cùng cũng không phải hóa thành cho bụi sao. Trương Thiệu Thiên cũng trầm mặc, cảm nhận được vẻ mênh mông bao la bát ngát của thiên địa, mà bản thân lại cực kỳ nhỏ bé, giờ khắc này hắn thậm chí có chút lĩnh ngộ. Hắn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một thoáng vừa rồi trên người đã xảy ra chút biến hóa nhỏ, nhưng biến hóa kia lại cực kỳ mỹ diệu không giống với dung nhập thiên địa lúc tu luyện, mà giống như thăng hoa đến một loại cảnh giới cực cao, có thay đổi về chất. Vừa rồi đó là, hắn có chút không xác định, khó có thể kiềm chế kích động trong lòng, càng thêm ảo não là hắn chỉ thoáng cái đã rời khỏi cảnh giới đó, chỉ cảm ngộ sơ qua một chút, dù vậy chỗ tốt đạt được cũng khó mà đánh giá. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ giật mình, hắn vạn phần xác định, vừa rồi Trương Thiệu Thiên giới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ thiên địa, thậm chí có dấu hiệu ngưng tụ đế khí thành tựu võ đế so sánh với tích lũy nguyên khí càng quan trọng hơn chính là cơ duyên thiên phú của trương thiệu thiên khiến lý vân tiêu cũng thập phần giật mình bất quá ngẫm lại cũng bình thường ở phệ hồn tộc có thể lăn lộn đến võ tôn cửu tinh còn không bị rút sạch hồn phách có ai là bình thường đâu trong bảy đại thế lực siêu cấp xác suất võ tôn cửu tinh có thể tiến giai võ đế cực kỳ cao trương thiệu thiên cũng tựa hồ đoán được biến hóa trên người mình lúc trước là sao cả người triệt để sợ ngây người sau đó liền vô cùng hối hận và ảo não đấm ngực rậm chân cơ hồ muốn học máu người thánh hỏa điện thì nguyên một đám nhìn hắn sắc mặt trắng bệch sau đó liền thấy hắn âm trầm như nước không ngừng đấm ngực mình mà trợn mắt há hốc mồm còn tưởng rằng hắn phát bệnh rồi ha ha tiểu tử không nên đau lòng nữa dù sao cũng đã có khởi đầu lý vân tiêu an ủi hắn rất có phong phạm tiền bối trương thiệu thiên càng tức giận đến thổ huyết nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói Mau đầu tiểu tử ngươi biết cái gì ha ta sao lại ngu xuẩn vậy chứ, vậy mà lại không quý trọng. Ngươi có biết ta đã mất đi bao nhiêu cơ duyên không? Ha ha, còn cơ hội mà hơn nữa ngươi đã thấy được một đường cơ duyên, tương lai tỷ lệ đột phá sẽ tăng nhiều. Trương Thiệu Thiên sững sờ, sau đó trong nội tâm khẽ giật mình, biến hóa trên người mình lại bị tiểu tử này phát hiện. Hơn nữa vừa rồi cũng là từ lời hắn nói nên mình mới lĩnh ngộ. Lại nghĩ đến một loạt biểu hiện của Lý Vân Tiêu trước kia, hắn liền sinh lòng kiên kỵ, sắc mặt trở nên âm trầm bất định. Sau đó, mọi người một đường không nói chuyện, rất nhanh bay vào trong bất lão sơn. Bên trong một mảnh xuân ý giạt rào, khắp nơi tràn ngập sinh cơ bừng bừng, mang đến cho người cảm giác thập phần dễ chịu. Trương Thiệu Thiên nhịn không được hỏi. Sơn thể lớn như thế, phải làm sao mới có thể thu lấy huyền khí và mở ra kết giới đây? Sau khi tiến vào núi mới phát hiện ở đây lớn hơn bên ngoài rất nhiều, bọn hắn đặt mình trong đó, cao thấp không thể thấy, chỉ có cây cối bừng bừng và hoa trên đỉnh núi ngoại trừ linh khí cực kỳ nồng đậm ra, cũng chẳng có chỗ nào khác với ngọn núi bình thường cả, căn bản không biết làm sao. Lý Vân Tiêu cười cười với hắn nói: "Chúng ta không có cách nào không có nghĩa là người khác không có cách, xem thử một chút xem người khác đang làm gì đi, dù sao muốn phá bất lão sơn này, chỉ có thể dựa vào cơ duyên, gấp cũng không được." Diệp Phàm nói: "Vân Tiêu đại ca, bất lão sơn này lớn như thế, tiến vào trong đó chẳng khác nào con kiến, làm sao tìm ra được những người khác đây?" Hắn cũng có chút nóng vội, cũng không phải vì bất lão sơn, mà là nóng vội về nặc á chi chu kia. Từ sau khi tiến vào tứ quý kết giới này hắn liền xuất hiện cảm ứng như có như không, cũng không biết bọn Đường Kiếp sao rồi, có tìm được vị trí chưa nữa. Lý Vân Tiêu cười nói, "Cái này phải dựa vào hai vị cao thủ phệ hồn tộc, phệ hồn tộc bọn hắn đối với sinh hồn rất là am hiểu, tìm kiếm rất dễ dàng, cho dù những người kia chết rồi bọn hắn cũng có cách tìm ra được hồn phách." Lý Vân Tiêu nhìn qua hai người Trương Thiệu Thiên cười nói, ta nói có đúng không? Hai người trong lòng đều cả kinh, Lý Vân Tiêu nói chính là bí pháp bất truyền tầm hồn thuật trong tộc bọn hắn. Loại bí thuật này chỉ có cường giả ngoài võ tôn trong tông mới có tư cách tu tập, chính là một loại bí pháp cường đại dùng để tìm kiếm linh hồn cường đại ở chung quanh. Không chỉ tra được vị trí và độ mạnh yếu của sinh hồn, mà còn có thể xác định được vị trí và độ mạnh yếu của tử hồn. Loại bí pháp này cho dù ở trong phệ hồn tộc cũng là việc cực kỳ bí mật, đệ tử bình thường căn bản không thể nào biết được. Tốt, nếu ngươi đã biết thuật này, vậy ta cũng không giấu diếm nữa. Bất quá ta nói lại lần nữa, nếu có thể bình yên ra khỏi đây, ngươi phải truyền thụ bí pháp cô đọng quy tắc kia cho ta. Trương Thiệu Thiên lại một lần nữa thận trọng nhắc tới việc này, nháy mắt ngưng tụ đế khí vừa rồi, khiến hắn đối với việc tấn trước võ đế cực kỳ cuồng nhiệt và chờ mong. Hiện giờ cho dù nặc á chi chu hiện ra trước mặt hắn, hắn cũng không cưỡng chế được hấp dẫn từ việc tấn cấp võ đế nữa rồi. Ừ, yên tâm đi. Người đến cấp độ như chúng ta, đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ai nuốt lời sẽ sinh ra tâm ma, trở ngại việc tu hành sau này. Vậy tốt lắm. Trương Thiệu Thiên nghe hắn nhắc đến tâm ma, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Võ giả tu luyện, càng về sau càng quan trọng tâm tính, tâm không tạp niệm, nếu sinh ra tâm ma, trừ phi là người tâm tính cực cao, nếu không khó có thể ngăn cản, con đường tu luyện khó có thể tiến thêm được nữa. Dù là ai cũng sẽ không mang chuyện này ra đùa được. Hắn lấy ra phệ hồn phiên của bản thân ra, triển khai trên không trung một đạo khí tức âm lãnh hoàn toàn cách ly xuân sắc sinh cơ bừng bừng ở bốn phía tự thành một không gian oán niệm khủng bố hồ nô màu vàng chậm rãi hiển hiện, hiện trong đó giãn ra lấy thân thể con mắt xanh biếc không nhịn được đánh ra người ở bên ngoài lộ ra vô cùng có linh tính chiếc nhẫn trên tay trương thiệu thiên lóe lên ánh sáng màu xanh một gương mặt màu xanh vặn vẹo bị hắn nắm trong tay trực tiếp ném tới nói ăn nó đi hồ nô màu vàng kia ánh mắt sáng ngời toát ra quang ra màu xanh lá, mở ra miệng rộng, nước bọt chảy xuống rất nhiều, kích động đánh tới gương mặt màu xanh kia. Gương mặt màu xanh hoảng sợ không ngừng dãy ruộng, nhưng lại bị hồn nô màu vàng từng ngụm từng ngụm cắn nuốt sạch, cũng không biết có phải ảo giác không mà kim mang trên người nó càng sáng trói thêm vài phần. Trương Thiệu Thiên có chút nhíu mày, tựa hồ có chút không vừa ý, lầm bầm nói. Hồn lực mạnh như vậy vậy mà chỉ có chút biến hóa, vậy sau này còn nuôi nó thế nào được nữa? người thánh hỏa điện nhìn chàng cảnh khủng bố này nguyên một đám toàn thân toát mồ hôi lạnh thân thể không ngừng lùi ngoài rời khỏi phiến không gian âm lãnh này mới có thể cảm thấy ấm áp hơn một chút đồng tử lý vân tiêu hơi co lại nói kim sắc hồn nô chia làm tứ đẳng phẩm chất thiên địa huyền hoàng mỗi khi tấn thăng một cấp đều cần ngàn vạn khô cốt oan hồn cách luyện chế huyền khí này quá tổn thương thiên hòa rồi sớm muộn gì cũng sẽ gặp thiên khiển tên sư đệ sau lưng hâm mộ nhìn kim sắc hồn nô sau khi nghe Lý Vân Tiêu nói xong trên mặt chợt lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên hắn cũng không biết gì về đẳng cấp Kim Sắc Hồn nô cả. Trương Thiệu Thiên toàn thân chấn động, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói: "Bí mật Kim Sắc Hồn nô chỉ có trưởng lão trong môn mới biết, ngươi làm sao biết được?" "Hắc hắc, nếu ta nói ta đã thấy qua Thiên Kim Hồn nô của Hoàng phủ Bật thì ngươi có tin không?" Lý Vân Tiêu dịu dàng cười cười, ra vẻ thần bí khiến hai người kinh nghi bất định trương thiệu thiên cũng không biết hồn nô của tông chủ bọn hắn có đẳng cấp gì chỉ biết được phân chia đẳng cấp của kim sắc hồn nô cái này là do vô tình nghe được từ trong miệng một vị trưởng lão nhưng nghĩ đến nếu là tông chủ vậy tự nhiên sẽ là thiên kim cấp cao cấp nhất rồi nhưng nếu nói lý vân tiêu đã thấy qua đánh chết hắn cũng không tin hư lạnh nói thôi đi ngươi thấy qua trên đời này người thấy qua hồn nô của tông chủ tất cả đều trở thành một bộ phận của hồn nô tông chủ rồi hắn chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu càng ngày càng nhì không thấu, càng ngày càng khiến hắn có chút kinh hãi. Sau khi thoáng định thần lại, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thi triển tầm hồn chi thuật. Hoàng Kim Hồn Nô sau khi ăn xong gương mặt màu xanh, trên mặt lộ ra thần sắc coi như thỏa mãn, theo Trương Thiệu Thiên ngồi xếp bằng xuống, cũng cùng ngồi khoanh chân. Hơn nữa theo thủ thế của Trương Thiệu Thiên mà cùng chuyển động, động tác giống Trương Thiệu Thiên như đúc, chỉ có điều là chậm hơn một nhịp. Rất nhanh, trong tay kim sắc hồn nô làm ra một ấn quyết cổ quái trong hai tay tản mát ra ánh sáng màu đỏ trong mắt không ngừng đảo qua trên không trung tựa hồ có thể nhìn thấy cỏ cây núi rừng tầng tầng không gian ngưng mắt nhìn về nơi cực xa tất cả mọi người liền khẩn trương nhìn bộ dạng hồn nô quan sát biến hóa trên mặt nó trong mắt hồn nô dần quay trở ra không có bất kỳ biểu lộ người bốn phía đều cảm thấy có chút rét run giống như bị thứ gì đó đảo qua linh hồn vậy nơi này mặc dù tràn đầy xuân ý nhưng cũng không đỡ nổi hàn khí âm lãnh ở đây. Đột nhiên ánh mắt hồn nô kia thu trở về, con ngươi đảo một vòng, nhìn nhìn chăm chú vào Lý Vân Tiêu, nổ bắn ra hào quang u lục sắc, nước miếng chảy dài như thác, thập phần muốn ăn hắn. Chi? Lý Vân Tiêu bị bộ dáng kia của hồn nô dọa sợ hít một hơi khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau vài bước, sắc mặt hơi tái lại. Trong mắt của hắn hiện lên một tia giận dỗi, quát. Trương Thiệu Thiên, ngươi đây là ý gì? trên mặt trương thiệu thiên lộ vẻ cổ quái và giật mình nhìn biểu lộ khát vọng cực đồ của kim sắc hồn nô khiếp sợ quay đầu nhìn lý vân tiêu cao thấp đánh giá hắn một phen mới chậm rãi nói vừa rồi hồn nô đã tìm tòi qua trong vòng ngàn dặm có hơn 10 đạo linh hồn cường đại đang không ngừng di động nhưng linh hồn mạnh nhất trong tất cả mọi người chính là ngươi trong hai mắt hắn lóe ra tinh quang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu tựa hồ như muốn nhìn thấy hắn lý vân tiêu chỉ cảm thấy ít hầu hơi khô nuốt từng ngụm nước miếng, định thần lại, lộ ra vẻ cười lạnh, nói: "Tranh thủ thời gian bảo hồn nô của ngươi quay đi nơi khác đi, bản thiếu gia bị nó nhìn trong lòng có chút sợ hãi. Có tin ta sẽ khiến nó vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không luân hồi không?" Mặc cho tâm tính hắn cường đại thế nào, bị loại vật cổ quái này tham lam nhìn chằm chằm vào như vậy, dù là ai cũng sẽ run lên. Nếu có được thực lực kiếp trước thì đoán chừng hắn đã tiêu diệt đám người này tại chỗ rồi. Trương Thiệu Thiên lộ ra vẻ âm lãnh, ha ha, nếu như ta không đoán sai thì ngươi hẳn là một gã thuật luyện sư, hơn nữa ít nhất là tồn tại lục giai, nếu không hồn nô của ta sẽ tuyệt không lộ vẻ tham lam như thế. Hắn nhẹ kháp quyết, kim sắc hồn nô kia lộ ra vẻ không cam lòng, bị thu vào trong phệ hồn phiên, bị hắn thu vào trong tay áo. Ánh mắt Lý Vân Tiêu trở nên lạnh như băng, nói từng chữ. Nếu ngươi muốn đánh chú ý vào tay, vậy đây nhất định là việc cuối cùng trong đời khiến người phải hối hận. Trương Thiệu Thiên trong nội tâm chấn động, chẳng biết tại sao, dùng đạo tâm và võ ý của hắn, khi nghe được lời này lại cảm thấy hàn ý dâng lên, trên người có chút rét run. Loại cảm giác này cho dù đối mặt với một ít trưởng lão tôn tại võ đế trong tông cũng chưa bao giờ có. Hắn chấn áp hoảng sợ trong lòng, cố giả bộ vẻ kiệt ngao bất tuần, nói. Hừ, chẳng qua chỉ là thuật luyện sư lục dai thôi, ta cũng không có hứng thú. Hắn lộ ra vẻ âm trầm, nói. Hơn 10 đạo linh hồn kia cũng không mạnh lắm, tựa hồ không có những người yêu tộc như người nói. Nhưng có hai đạo linh hồn cường đại ở cùng một chỗ, một trong đó cực kỳ cuồng bạo, tựa hồ là yêu thú, cường đại cái khác thì trầm ổn hơn nhiều. Người thánh hỏa điện đều giật mình, thậm chí ngay cả tính chất linh hồn cũng có thể cảm nhận được, cách tu luyện của phệ hồn tộc quả nhiên khủng bố, cực kỳ đáng sợ. Bảy đại thế lực siêu cấp, quả nhiên không giống bình thường, danh bất hư truyền. Lý Vân Tiêu hơi hơi trầm ngâm, nói. Vậy hẳn là đoàn trưởng dòng binh đoàn khô lâu, Trầm Phong và đầu cửu xí linh xà điều kia, còn hơn 10 đạo linh hồn còn lại chính là người tứ cực môn. Hai gã võ đế và người yêu tộc thì sao? Trương Thiệu Thiên nhắm mắt lại, do dự nói: "Quanh thân võ đế có quy tắc chi lực, hồn nô của ta đẳng cấp không đủ, không điều tra được. Hơn nữa trong Bất lão sơn này có một số nơi có cấm chế, cũng không cách nào dò xét tình huống bên trong, ta nghĩ mấy tên đại yêu kia có khả năng ở trong các cấm chế đó." Tất cả mọi người nghe được đầu óc có chút choáng váng. Phùng Chư Nhị không được phàn nàn nói. Vương tọa này thực mẹ nó biến thái. Trong trận có trận không nói, ngay cả trận nhãn cũng có cấm chế. Con mẹ nó bảo chúng ta sống thế nào đây? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chỗ mấu chốt nhất định trong các cấm chế kia, người yêu tộc chỉ sợ đã đi trước một bước. Từ cực môn đã mất đi sự bảo hộ của đại yêu, chúng ta trước tiên bắt lấy đường kiếp đã. Đường kiếp? Đại công tử đường ra từ cực môn sao? Trương Thiệu Thiên cũng nghe qua danh tiếng người này, câu mày nói hắn cũng ở trong đó sao? Bắt hắn làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Cái này ngươi không cần hỏi, có chỗ cần dùng đến, dẫn đường đi. Trương Thiệu Thiên cũng không hỏi nhiều, mấy người tứ cực môn kia bọn hắn quả thật nắm chắc bắt được, kim sắc hồn nô của hắn lại có thể bổ sung một phen, tự nhiên không có gì phải từ chối. Hắn sung trận ngựa lên trước, dẫn đầu phi hành ở phía trước, mọi người theo sát phía sau. Bất lão sơn rộng lớn hơn xa bọn hắn nghĩ, sau khi bay trọn vẹn thời gian uống cạn một chung trà mới thấy không ít bóng người chớp động tựa hồ đang tìm tòi gì đó mà trong lúc bọn hắn phi hành bốn mùa trong toàn bộ ngọn núi lần nữa biến hóa từ xuân vào hạ bầu trời liệt nhật cao chiếu nhiệt độ tăng lên rất cao người nào Đan Dương Trạch đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của mọi người hét lớn một tiếng thanh âm chấn vang trong phạm vi vài dặm tất cả người tứ cực môn đều nhanh chóng tụ tập lại đồng tử đường kiếp đột nhiên co rút lại like, lập tức phát hiện mấy người Lý Vân Tiêu trên không trung, càng khiến hắn kiên kỵ chính là Trương Thiệu Thiên. Khí tức trên thân hắn không cảm nhận được chút nào, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực hơn xa hắn. Đường công tử, đã lâu không gặp rồi. Lý Vân Tiêu từ trong hư không đi tới từng bước một, cười gọi tới. Đường kiếp sắc mặt đại biến, không có những đại yêu kia ở đây, những người bọn hắn thực lực mạnh nhất chính là Đan Dương Trạch, nhưng căn bản không khắc chế được những người này, trong lòng hắn có chút trầm trọng, nói. Lý Vân Tiêu, chúng ta mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng tổng thể mà nói vẫn không oán không cừu, sao không hóa thủ thành bạn, cùng nhau ứng phó cửa ải khó khăn trước mắt chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đề nghị tuy tốt, nhưng loại người không giữ lời như đường công tử bảo ta làm sao yên tâm hóa thủ thành bạn với ngươi đây. Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, ăn tươi u minh u minh chiến hạm, nhưng vẫn chưa thực hiện đấy. Trong mắt đường kiếp hiện lên vẻ giận dữ, sau khi mình tiến vào khinh ca lâm địa, nếu không phải người này vẫn luôn đối nghịch với mình, cũng sẽ không rơi vào tình huống như hiện giờ. Nói không chừng đã sớm đoạt được âm thược, lấy được nặc á chi chu rồi. Hiện giờ không chỉ bị vây trong kết giới của vương tọa, mà ngay cả âm thực cũng không rõ tung tích. Tất cả đều do người trước mắt này tạo thành, nếu không phải hiện giờ đánh không lại, thì hắn khẳng định đã ra tay giết người rồi. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, vân tiêu công tử, dùng thân phận địa vị của đường kiếp ta, nhất định đáng cho người kết giao. Đường kiếp nén giận, bắt đầu nịnh nọt đối phương. Ngày đó chuyện chiến hạm kia chẳng qua chỉ là trò đùa, ta và ngươi coi như không đánh nhau thì không quen biết, nếu cứ tiếp tục đánh tiếp sẽ không có lợi cho cả đôi bên, ngươi nói đúng không?" Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. "Trò đùa? Nếu ngươi ngày nào đó cũng nói chuyện kết giao ta chẳng qua chỉ là trò đùa, vậy ta phải làm sao bây giờ?" Trương Thiệu Thiên tựa hồ có chút không kiên nhẫn, mở miệng âm lãnh nói. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đường kiếp này thuộc về ngươi." còn lại thuộc về ta. Hắn nói xong, không đợi Lý Vân Tiêu phản ứng, phệ hồn phiên trong tay mở ra, đón gió phiêu đãng trên không trung, khí tức âm lãnh tản mát ra, che khuất bầu trời, tuy rằng đang là mùa hạ trói trang, nhưng khắp núi lại bắt đầu xuất hiện gió lạnh và hàn khí. Người tứ cực môn nguyên đám như rơi vào hầm băng, mà ngay cả võ tôn thất tinh đan dương trạch cũng cảm thấy toàn thân rét run, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi, ngươi là người nào? Trương Thiệu Thiên lạnh lùng cười cười, nói lát nữa sẽ là chủ nhân của linh hồn ngươi. Trong tay khẽ nết quyết, kim sắc hồn nô trong phệ hồn phiên chậm rãi bò ra, chảy nước miếng vọt tới người ở bên dưới, trong mắt tràn đầy thần sắc lục u u, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Chi, những người tứ cực môn kia tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức quay người muốn chạy trốn. Không được trốn, thề sống chết thuần phục đại công tử. Đan Dương trạch hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân bạo phát ra, hắn hiểu được thời khắc sinh tử đã đến, nếu đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Hơn nữa đây chính là thời điểm tốt nhất để hiến trung tâm, chỉ cần vượt qua lần này, ngày sau trở lại từ cực môn, đi theo bên người đường kiếp làm tâm phúc, cũng không cần phải xuất sinh nhập tử như vậy nữa. Lực lượng võ tôn thất tinh của hắn thoáng cái bạo phát ra, lập tức đẩy đi khí tức âm hàn đầy trời, khiến tất cả võ giả cảm thấy nội tâm ấm áp, khí si khí đại chấn. Ầm ầm, hơn 10 tên võ giả đồng loạt ra tay, trang diện cũng thập phần đồ sộ đánh lên trên người kim sắc hồn nô kia, khiến nó không cách nào trùng kích xuống được. Đường kiếp cũng lấy ra chu tước đao, chém ra một chiêu đại hư không chảm, không gian trực tiếp vỡ ra hình thập tự, uy lực không hề dưới võ tôn. Đồng tử Trương Thiệu Thiên có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm vào chu tước đao trong tay đường kiếp, lộ ra vẻ giật mình. Trong nháy mắt chu tước đao xuất hiện, khí ẩn mạnh mẽ cơ hồ đè ép phệ hồn phiên của hắn, kim sắc hồn nô cũng lộ ra vẻ sợ hãi huyền khí cửu giai trên đại lục tuyệt đối là vật quý hiểm trong phệ hồn tộc có thể thăng làm chức trưởng lão hưởng thụ các loại cung phụng chỉ có ba loại người một là tu vị tiến cấp tới võ đế hai là phệ hồn phiên tâm thần tương liên với mình tấn cấp cửu giai ba chính là luyện hóa được nguyên vẹn một kiện huyền khí cửu giai mà muốn luyện hóa nguyên vẹn huyền khí cửu giai không có tu vị võ đế khẳng định không thể nào làm được coi như là võ đế cũng rất khó chính thức luyện hóa nguyên vẹn huyền khí cửu giai trừ phi đạt tới võ đế đỉnh phong cho nên loại tình huống thứ ba trong phệ hồn tộc rất khó xuất hiện tuyệt đại đa số trưởng lão đều chỉ có một kiện huyền khí chính là phệ hồn phiên do mình dốc lòng luyện chế phệ hồn phiên đều là từ cấp bậc thấp nhất bắt đầu luyện chế lên tầng tầng tiến giai lên mỗi một gã đệ tử phệ hồn tông ban đầu đều sử dụng phệ hồn phiên nhất giai chủ hồn bên trong cũng thập phần nhỏ yếu chỉ có như vậy mới có thể tâm thần tương liên hoàn toàn dung hợp với mình đợi đến lúc phệ hồn phiên không ngừng tiến giai lên thì uy lực cũng sẽ dần được thể hiện ra nhưng phệ hồn phiên không giống với huyền khí phổ thông, theo dựa vào là đẳng cấp chủ hồn, so với huyền khí khác yếu nhược hơn rất nhiều. Ưu điểm duy nhất chính là qua thời gian dài luyện chế, đã sớm hoàn toàn tương liên với tâm thần, có thể phát huy ra 100% uy lực. Phệ hồn phiên của Trương Thiệu Thiên sau khi tiến giai đến kim sắc hồn nô cửu giai, toàn bộ uy lực phát huy ra cũng chỉ tương đương không đến 1 phần 3 huyền khí cửu giai, nhưng dù vậy, cũng đã thập phần khủng bố rồi. Ưu thế này cũng khiến đệ tử phệ hồn tộc mạnh hơn cùng giai rất nhiều, ở thiên võ giới không người nào dám chọc vào phệ hồn tộc cùng giai cũng chính vì nguyên nhân này kim sắc hồn nô cũng như lý vân tiêu nói chia làm bốn cấp độ là thiên địa huyền hoàng tương truyền chỉ có địa cấp kim sắc hồn nô là có thể so sánh với 100% uy lực huyền khí cửu giai mà thiên cấp hồn nô mạnh như thế nào không ai biết rõ cả trong phệ hồn tộc có tồn tại nó không ngay cả trương thiệu thiên cũng không biết được cho nên lúc trước Lý Vân Tiêu nói hồn nô của Hoàng Phủ Bật là thiên cấp kim sắc khiến hắn vô cùng khiếp sợ và hoài nghi. Hiện giờ Chu Tước Đao trong tay đường kiếp xuất hiện, ở mặt khí uẩn đã áp chế phệ hồn phiên của mình, khiến Trương Thiệu Thiên tâm động không thôi. Nếu đồng thời có được phệ hồn phiên cửu dai lại luyện hóa một kiện huyền khí cửu dai thì chiến lực của mình có thể tăng lên gấp mấy lần rồi. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, ánh mắt liền quăng về phía Chu Tước Đao. Chu Tước Đao ở trong tay đường kiếp không phát huy ra được 5% lực lượng, di ống như một đứa bé cầm đại nguyên bảo vậy. Lại không có người lớn ở bên người, bảo người chung quanh sao có thể không động tâm cho được. Trên bầu trời kim sắc hồn nô bị đánh đỡ không xuể, liên tiếp bại lui, người tứ cực môn sĩ khí càng ngày càng cao, càng đánh càng hăng. Vân Tiêu Đại Ca Diệp Phàm cau mày hô một câu, ý bảo có cần ra tay giúp đỡ hay không. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh như thường, lắc đầu, thở dài, hồn phách người lúc sinh ra thất tình lục dục chính là lúc lực lượng cường đại nhất mà người thương hội tứ cực bên dưới hiện giờ đang sinh ra thất tình cực mạnh phệ hồn tộc gọi quá trình kích phát linh hồn chi lực đối phương này gọi là rót nước rót nước diệp phàm sững sờ khó hiểu nói lý vân tiêu nói có một ít tiểu thương vô lương lúc giết xúc vật thì rót vào trong thịt chúng rất nhiều nước để tăng thêm sức nặng bán được giá hơn một chút cũng giống như những tên biến thái phệ hồn tộc này vậy trước khi thu hồn phách đối phương đều kích phát thất tình lục dục của đối phương, lúc hấp thu lực lượng cũng sẽ manh hơn một chút. Giải thích này khiến ra đầu Diệp Phàm run lên một hồi, nhìn ánh mắt tràn đầy đắc ý kia của Trương Thiệu Thiên trong lòng càng nổi lên chán ghét cực lớn. Rót nước đã không sai biệt lắm, có thể giết được rồi. Trương Thiệu Thiên nhẹ cười, đánh một ấn quyết vào trong phệ hồn phiên, kim sắc hồn nô trong dây lát lộ ra vẻ đại hỉ. Tất cả công kích toàn bộ đều bị đẩy ra, cách nó ngoài ba thước, không cách nào tiến thêm được chút nào cả. Kim sắc hồn nô mở lớn miệng rộng, đại lượng nước miếng chảy xuôi xuống, phát ra tiếng cười khạc khạc mười 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 kỳ quái, lập tức vọt mạnh tới trước, trên bầu trời gió lạnh trận trận, cuốn tới mà xuống. Tất cả công kích bên phía tứ cực môn lập tức tan rã, kể cả đan trạch dương trong đó, mọi người lập tức kinh hãi phát hiện dưới tiếng cười quái dị của hồn nô kinh khủng kia, mình vậy mà không có chút lực chống cự nào cả, thoáng cái sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy trốn. Siêu siêu trường phiên bay múa trên không trung đại lượng võ giả không có bất kỳ dấu hiệu nào cả trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh hãi gục xuống không dậy nổi từng đạo linh hồn bị kim sắc hồn nô kia trực tiếp hút vào trong miệng cắn nuốt sạch hào khí khủng bố lan tràn khắp nơi đan dương trạch cũng toàn thân rét run sau khi đau khổ trèo chống chỉ cảm thấy trong linh hồn một hồi băng hàn hắn kinh hãi liên tục gào thét muốn tự bạo liều chết đả thương địch thủ trương thiệu thiên lạnh lùng nhíu mày mỉa mai khẽ kháp ấn quyết Kim Sắc Hồn Nô cũng theo đó ấn một ấn xuống, trực tiếp đánh vào trong cơ thể Đan Dương Trạch, nguyên khí cùng bạo lập tức bị áp chế xuống, Đan Dương Trạch như rớt vào hầm băng, hồn phách trực tiếp bị Kim Sắc Hồn Nô kia rút ra nuốt vào trong miệng. A, à, cứu mạng, cứu mạng. Đừng Kiếp nhìn một màn kinh khủng kia, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, lập tức bỏ chạy như điên. Giết người chẳng qua chỉ là đầu lìa xuống đất, đã có thể trùng kích cảnh giới Võ Hoàng Thất Tinh, đối với sinh tử cũng đã sớm có giác ngộ nhưng loại chuyện ăn tươi sinh hồn này hắn lại chưa từng thấy qua, tâm lý thoáng cái đã hỏng mất. Khắc khắc mười mười mười. Kim sắc hồn nô sau khi ăn hết hồn phách đan dương trạch liền lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn, không hề để ý một ít cá lọt lưới khác nữa mà nhanh chóng vọt về phía đường kiếp. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, quát. Không nên tổn thương hắn. Trương Thiệu Thiên lộ ra nụ cười âm lãnh, nói. Ta tự có chừng mực. Trong tay hắn khẽ đổi pháp quyết, kim sắc hồn nô kia tựa hồ đã bị áp chế, trên mặt lộ ra thần sắc không thoải mái, nhưng vẫn cực kỳ phục tùng, duỗi ra cánh tay như có như không chụp tới người Đường Kiếp. Đường Kiếp sợ tới mức trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hai chân run rẩy, ngay cả khí lực bỏ chạy cũng không còn, lúc trước đan dương trạch chính là bị một chảo như vậy rút đi hồn phách. Tất tất, không trung truyền đến tiếng kêu kỳ quái, một đạo quang mang từ đằng xa chém xuống dưới, lại là một con dao găm, trực tiếp cắt đứt bầu trời, mục tiêu đúng mi tâm của hồn nô kia. Hồn nô trên mặt ngẩn ngơ, liền thu tay về, nhanh chóng thối lui ra sau, tránh né một kích kia, dao găm chợt lóe lên rồi biến mất nhập vào trong lòng núi, cực kỳ sắc bén. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt Đường Kiếp, trên tay trưởng phong ngưng tụ, đập tới chỗ Hồn nô, bốn phía kinh khí hội tụ mà đến, thoáng cái đã chấn tan khí tức âm lãnh kia, lực áp kim sắc Hồn nô. Người này đúng là Trầm Phong, lực lượng võ tôn cửu tinh trên người lan ra, phệ hồn phiên trên không trung đã bị lĩnh vực áp chế cấp tốc thu nhỏ lại. Trầm, trầm đại nhân cứu ta, ô ô ô ngã. Đường kiếp trở về từ quỷ môn quan, sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, bò qua ôm lấy đùi trầm phong khóc lớn lên, lần này hắn thật sự đã bị dọa đến vỡ mặt, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi.